Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn những cái cách để mình chống dột cho cái mái tôn và những cái cách á để mình vá những cái lỗ tôn bị thủng lớn và những cái nguyên nhân á làm cho cái mái tôn của mình nó mau bị xét, mau bị mục á các bạn. Thì như các bạn cũng biết á, ở trên cái mái tôn á thường á là nó có những cái con vít nó bắn tôn để nó cố định cái tấm tôn này lại. Và ở trên cái con vít này đó các bạn, nó có một cái ron. Và nhiệm vụ của cái ron này á là nó ngăn nước mưa để cho nước mưa nó không có luồn vào đây. Nhưng khi mình sử dụng một thời gian đó các bạn, cái ron này ở ngoài mưa ngoài nắng á nó sẽ bị teo lại, bị xẹp lại. Và nó làm cho cái tấm tôn này nó sẽ bị hở ra. Và khi hở ra như vậy đó thì mưa lớn đó các bạn thì nó sẽ rịn vào những cái kẽ hở này và làm cho nước nó dột xuống ở bên dưới. Đó các bạn thấy nó có một cái độ hở ha. Thì để khắc phục cái vấn đề này đó các bạn, nó cũng rất là đơn giản. Bây giờ mình dùng khoan các bạn và mình xiết nó lại một chút xíu ha. Và lúc này cái con ốc này nó cố định cái tấm tôn lại, nó không còn sụp sịch nữa. Và bây giờ mình sử dụng cái silicone các bạn, và mình sẽ dán lên xung quanh cái con ốc này. Vì trên tôn nó có rất nhiều những cái con vít này các bạn. Nếu như mình dán silicone theo cái cách thông thường đó các bạn là như thế này á. Thì nó rất là lâu và nó rất là xấu và nó rất là hao cái keo. Và bây giờ mình dùng một cái vòi keo mới các bạn, và mình cắt cho nó rộng ra. Khi cắt cái vòi keo đó, các bạn cắt cái lỗ cho nó lớn lên. Và mình thử làm sao á nó chùm vô được cái đầu của cái con vít bắn tôn này. Và bây giờ mình sẽ vặn vô cái chai keo silicone thôi các bạn. Và bây giờ mình chỉ cần dí cái đầu này vào thôi các bạn là nó vừa y rồi. Và mình bơm nó một tí xíu. Khi mình bơm keo xong á, các bạn thấy silicone nó sẽ phủ đều lên trên cái con ốc này, rất là đều. Thì khi mình dán á thì chai silicone á các bạn phải để vuông góc với lại cái mái tôn, không được xéo lên, không được xéo xuống. Thì như vậy khi mà mình bơm keo á nó sẽ rất là đều. Và để bít những cái lỗ thủng nhỏ trên cái mái tôn đó các bạn, thì bây giờ các bạn dùng cái con TV này nè, mình cho vào đây. Rồi sau khi bấm xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình cho cái chai keo này vô ha, mình bấm cho nó một cái, mình dán cho nó một ít. Như vậy là nước mưa nó không bao giờ nó lọt vô được cái lỗ này hết đó các bạn. Nếu mà cái lỗ trên tôn này nó lớn hơn cái con DV đó các bạn, thì bây giờ các bạn làm theo cái cách này ha. Đầu tiên các bạn dán ở trên này cho nó một miếng keo để mình bít cái lỗ này lại. Sau đó các bạn cắt một miếng tôn nhỏ nhỏ như vậy thôi các bạn, cái bề ngang nó bằng cái sóng này thôi. Và bây giờ mình sẽ cho silicone lên trên cái miếng tôn này. Và bây giờ mình thoa cho nó đều đều ra. Và sau đó đó, mình sẽ dán cái miếng tôn mỏng này các bạn lên trên cái lỗ này. Và các bạn ép xuống ha. Xong sau đó mình vuốt mấy cái cạnh này cho nó giữ lại. Sau khi cái silicone nó khô rồi đó các bạn, thì cái miếng này nó rất là cứng và nó không bao giờ nó xúc ra được. Nhờ có miếng tôn mỏng này đó thì nước mưa nó sẽ không lọt vào những cái lỗ này. Và cái tiếp đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn cái cách để mình vá một cái lỗ tôn lớn. Bây giờ đó mình sẽ kẻ cái đường thẳng các bạn, từ miếng này sang miếng bên này. Và từ cạnh này với cạnh này đó mình sẽ kẻ lên khoảng 8 cm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt hai cái đoạn này và bên đây cũng vậy. Khi cắt tôn đó các bạn thì các bạn nên dùng cái lưỡi cắt gạch đó, nó an toàn hơn, đừng dùng cái lưỡi cắt sắt ha. Khi dùng cái lưỡi cắt sắt đó các bạn, thì khi mình cắt cái tấm tôn mà nó hiếp lại nó làm cho cái máy nó sẽ bị giật và làm cho mình rất là sợ.
Và bây giờ mình sẽ đo để mình cắt một cái tấm tôn mới. Thì mình sẽ đo từ cạnh này xuống dưới đây khoảng 10 cm. Ở cái đoạn này đó các bạn làm cho nó dài một chút ha. Nếu mình làm ngắn lên trên này đó thì khi trời mưa đó các bạn, gió nó sẽ thổi ngược lên nè và nó luồn nước mưa vào trong cái khe này và làm cho nó chảy xuống dưới bên dưới này. Và chiều dài của nó là 30 cm. Rồi đây là cái tấm tôn mình vừa mới cắt xong các bạn. Thì khi cắt các bạn, mình cắt từ cạnh này nè qua cạnh bên này để cho cái tấm tôn nó chùm lên như vậy. Và bây giờ mình sẽ lồng cái tấm tôn này vào đây. Lúc này các bạn dùng cái tô vít dẹp á, mình nạy cái cạnh này lên ha và nạy cạnh bên này và cho tấm tôn này vô. Và sau đó mình dùng cái cây gỗ các bạn và búa ha, mình sẽ đóng cái cạnh này lên để cho cái cạnh tôn này á nó lên sát vô cái cạnh bên trên này luôn. Sau khi mà đóng xong rồi đó các bạn thấy cái chỗ này nè nó rất là kín luôn ha. Mình đóng cho nó sát lên trên này luôn, không cho nó hở chỗ nào hết. Và bây giờ mình sẽ khoan cái chỗ này các bạn. Và mình bấm UV để mình cố định cái tấm tôn này lại. Sau khi mình cố định xong rồi đó các bạn thấy nó rất là chắc ha. Và ở chỗ này á, mình không cần dán keo cũng được các bạn. Vì khi nước mưa á, nó lọt vô cái khe này á, thì cái tấm tôn bên dưới này nó cũng đã hứng rồi và nó chảy xuống. Bên đây cũng vậy. Và ở cái cạnh trên này đó các bạn, nếu nước mưa nó chui xuống đây á thì nó được cái sóng này nó che lại và nước mưa nó sẽ chảy ra bên ngoài. Và đây là cái tấm tôn sau khi mình nối xong á, mình lật ngược lên cho các bạn xem nè. Các bạn thấy là cái tấm tôn được nối nè, nó nằm ở bên dưới cái tấm tôn này. Và ở cái mặt này á, thì nó sẽ nằm bên dưới của cái tấm tôn này. Thật ra theo nguyên tắc đó các bạn, thì nước mưa á, nó sẽ không lọt vào đây được. Nhưng nếu mà mình có keo á, thì các bạn dán ở cạnh này và cạnh này cho nó chắc ăn luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đổ nước lên trên cái chỗ mối nối này các bạn, để mình kiểm tra xem nó có bị thấm dột xuống bên dưới hay không ha. Nó hoàn toàn khô ráo, chứng tỏ là nó không có bị dột xuống các bạn. Thì cái cách làm này nó đỡ tốn kém các bạn. Thay vì mình mua mình thay nguyên một cái tấm tôn này nó rất là tốn kém. Và mình chỉ cần một đoạn tôn nhỏ thôi và mình ghép nó vào trong này là mình vẫn sử dụng được các bạn. Và sau cùng những cái nguyên nhân mà làm cho cái máy tôn của mình nó mau bị mục đó các bạn, thì thường là nó rơi vô hai cái nguyên nhân này các bạn. Cái nguyên nhân thứ nhất là do xi măng. Thì nếu như nhà mình hoặc là nhà kế bên mà xây nhà đó các bạn, thì thế nào á, xi măng á, nó cũng sẽ rơi xuống cái mái tôn này. Và khi cái xi măng này nó khô, nó sẽ bám chặt lên trên cái tấm tôn. Và khi trời mưa đó, nước mưa nó sẽ thấm vào cái xi măng này và nó giữ ẩm. Và cứ như vậy đó, một thời gian á, cái mái tôn mình nó bị ẩm bên trong này nè, thì nó sẽ làm cho mái tôn mình nó mau bị mục. Và cái nguyên nhân thứ hai á, làm cho cái mái tôn của mình nó mau mục đó các bạn, là ngồi trên tấm tôn này và thi công sắt thép. Thì khi thi công đó các bạn, thì người ta sẽ cắt những cái đoạn sắt này. Mình tưởng chừng vô hại các bạn, nhưng thật ra chính cái điều này nó làm cho cái mái tôn của mình nó nhanh một gấp 10 lần luôn. Khi cắt sắt các bạn thấy nó rất là bình thường, nó không có gây ra một cái gì hết ha. Nhưng mà nó nằm ở chỗ này nè các bạn, khi cắt á, nó sẽ ra những cái mạt sắt. Thì cái mạt sắt này á, khi mà gặp nước mưa đó các bạn, thì nó sẽ oxy hóa rất là nhanh. Và chính cái mạt sắt này á, nó xét trước. Và cái xét á, lúc đó nó sẽ ăn vào tấm tôn. Thì khi mình cắt á,
mạt sắt á, nó bay khắp cái mái tôn này. Nếu như mà mình không biết đó các bạn, mình không quét dọn những cái mạt sắt này đó, thì chỉ cần một mùa mưa thôi là cái mái tôn này nó sẽ bị mục. Và đây là cái vách sông của nhà mình, và khi mình thi công mình làm cái này đó các bạn, thì mình phải cắt sắt, cắt tôn và hàn ở trên những cái khung sắt này. Và do mình không biết đó các bạn, nên những cái mặt sắt á nó đã bay xuống cái mái tôn và mình không có quét dọn, thì cái này là cái hậu quả của nó đó các bạn. Và nó làm cho cái mái tôn nó bị sét đi và nó rất là nhanh mục. Nếu các bạn thấy video này hữu ích á, thì hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Và nhân dịp năm mới á, 2024 đó, thì mình cũng xin kính chúc gia đình của các bạn được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và làm ăn phát tài.